Niềm vui lớn nhất là nhận được những món quà của những đối tác mỹ phẩm như là Diệp Thu Trang và công ty Vunot. Wow, một cái tiệc chúc mừng sinh nhật Happy Birthday Đào Anh. Chúc anh Đào Anh đón tuổi mới mạnh khỏe, tươi trẻ, rạng rỡ, hạnh phúc và luôn thành công trong công việc. Và hai món quà đây là hai món quà về mỹ phẩm của bên công ty Diệp Thu Trang tặng cho anh. Cảm ơn và trân quý những trân quý đại lý này và trân quý nhà cung cấp mỹ phẩm chuyên nghiệp Diệp Thu Trang đã liên tục giúp cho Đào Anh có được những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho khách hàng của mình tại hệ thống của thẩm mỹ Liên Hoa. Nếu như các bạn đang kinh doanh spa thẩm mỹ nhé, các bạn đang là chủ spa thẩm mỹ thì các bạn có thể tìm hiểu qua công ty mỹ phẩm Diệp Thu Trang chuyên cung cấp về những sản phẩm và với 10 năm đây là bằng nhé, bằng đây là bằng chia sẻ với anh luôn này, đó bằng trai của anh luôn này, vinh danh anh Đào Anh thẩm mỹ viện Hoai đồng hành cùng Thango Việt Nam, trân trọng và biết ơn. Nói anh cũng hơn 10 năm nhá, hơn 15 đồng hành cùng hãng mỹ phẩm của Diệp Thu Trang, đó là công ty Thango mỹ phẩm Thango và công ty mỹ phẩm Maria Glam. Và gọi có khoảng thời gian năm 2019 được sang công tác và xăm nhiệm máy của Maria Glam Thango, thì anh thấy được rằng là những dòng dược mỹ phẩm này, những dòng mỹ phẩm dược mỹ phẩm này rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho làn da của mọi người. Cho nên là hệ thống thẩm mỹ viện Anh luôn luôn cập nhật những công nghệ mới, đặc biệt về sản phẩm để có thể giúp cho khách hàng của mình trở nên trẻ hơn, đẹp hơn, với tiêu chí là luôn luôn coi khách hàng là một người bạn. Các bạn hãy đồng hành cùng với Anh với 10 năm công nhận bằng chuyên nghiệp dành cho các anh và hệ thống thẩm mỹ của anh, và liên tục mong muốn là các anh phát triển và giúp đỡ được cho nhiều người hơn, trở nên trẻ hơn này, đẹp hơn, cũng giống như sứ mệnh của mình là mang tới niềm vui, hạnh phúc, sự trẻ đẹp và giàu có cho mọi người. Và cảm ơn để biết ơn và chúc cho các bạn luôn luôn trẻ đẹp, hạnh phúc cùng với hệ thống của thẩm mỹ viện của anh.